Nguyễn Lâm Châu giành Á hậu một Miss Celebrity International 2023. Nguyễn Lâm Châu, cô gái 19 tuổi có nụ cười tỏa nắng giành giải Á hậu một Miss Celebrity International 2023. Nguyễn Lâm Châu, Hali, sinh năm 2003, đến từ Hà Nội, hiện là sinh viên chuyên ngành du lịch tại Đại học Capilano University, Canada. Người đẹp cao 1m71, có số đo 3 vòng 85, 60, 95cm. Để có được vóc dáng cân đối, Lâm Châu cho biết cô đã phải liên tục tập luyện với huấn luyện viên gym và Pilates 5 buổi mỗi tuần. Ngoài hình thể săn chắc, Lâm Châu còn tự tin ở nụ cười rạng rỡ. Cô được ban giám khảo nhận xét có biểu cảm đa dạng, sắc sảo và sáng sân khấu. Lâm Châu tự nhận có tính cách cởi mở, nhanh nhẹn, dễ hòa nhập. Đại diện Việt Nam tham dự Miss Celebrity International 2023, cô muốn bước ra khỏi vùng an toàn và thử sức bản thân trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, toàn diện về tài năng, trí tuệ và nhân cách là định hướng mà Lâm Châu muốn phát triển. Nếu tôi được trở thành Miss Celebrity International, tôi sẽ sử dụng tiếng nói để nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phát triển xã hội. Tôi tin rằng mọi người đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng như nhau, bất kể họ là ai, bất kể họ đến từ đâu. Lâm Châu chia sẻ ở phần thi ứng xử trong đêm chung kết. Lâm Châu chia sẻ, Hoa hậu Hoàn Vũ 2015 Pia Woodbeck và Á hậu Hoàn Vũ 2022 Amanda Judamo đã truyền cảm hứng cho cô trên con đường chinh phục sắc đẹp. Sau cuộc thi, Á hậu Lâm Châu ưu tiên việc học nhưng đồng thời sẽ tiếp tục thử sức với con đường làm người mẫu và influencer, người có ảnh hưởng.